biểu tượng của sự thuần khiết và trong sáng thì em chắc chắn đó là chính là gam màu trắng rồi đúng không ạ? Và ngoài ra thì gam màu trắng các chị ơi, tính năng ứng dụng cũng rất là tuyệt vời, đó chính là mình mặc đi tiệc cho em này, hay là đi chơi, đi làm, bất kỳ trong những cuộc gặp gỡ nào các chị luôn luôn chọn gam màu sáng, đó chính là gam màu trắng tinh khôi như thế này, vẻ đẹp thuần khiết tinh tế hơn rất là nhiều. Ngoài ra thiết kế đầm em đang mặc đó chính là một trong những thiết kế đầm dáng suông A. Về bản chất bạn này thì em có thể tư vấn cho các chị đẹp, đó chính là một trong những cái thiết kế form dáng đường cầu vai đi xuống đường ly váy là một đường thẳng tắp luôn. Nó chính là dáng suông A thì các chị có thể thuận tiện hơn khi mà mình di chuyển, mình hoạt động đúng không ạ? Ngoài ra thì với thiết kế đầm này thì em thấy là cũng không có quá nhiều điểm nhấn, nhưng mà bản chất gam màu trắng tinh tế là điểm nhấn thứ nhất này. Điểm nhấn thứ hai thì bạn này sẽ có cho mình đó chính là chất liệu. Chất liệu được sử dụng chính là chất liệu gấm có họa tiết 3D, nhưng họa tiết 3D này được thiết kế cho mình theo dây chuyền, đó chính là họa tiết chìm. Với họa tiết chìm như thế này thì các chị phải đứng gần, đứng sát một chút thì mình có thể nhìn thấy hóa ra là những cái họa tiết này là sẽ vân đá, vân nổi lên khi mình chạm tay vào đến đâu là mình cảm nhận đến đấy. Với trang phục hoàn hảo như thế này thì chắc chắn là sẽ có điểm nhấn ở ngay phần cổ nữa. Thiết kế cổ bạn này thì sẽ là một chút đường quét V, cut out rất là duyên dáng này, rất là khéo léo, chuyên nghiệp của nhà thiết kế Melia. Hơn nữa là bạn này cũng sẽ có điểm cho các chị một phong cách phải nói là rất là thuần Việt, đó chính là một bông hoa, một cái bông hoa được cài, được điểm ngay ở cái phần cầu vai như thế này, cũng khá là nổi bật và tạo nét riêng biệt hơn nữa cho thiết kế đầm trắng suông A như này đúng không ạ? Nhìn thì tưởng chừng là đơn giản, nhưng mà càng nhìn kỹ hơn về tiểu tiết, đi sâu hơn vào sản phẩm thì em trà lại thấy là cái thiết kế này vô cùng là bắt mắt, vô cùng là thu hút. Mặc dù màu trắng vậy thôi nhưng các cô nàng ơi yên tâm cho em nha, vì những cái đường may đường ly này sẽ giúp các chị giải quyết mọi vấn đề về vóc dáng. Chị nào lăn tăn bảo em ơi chị hơi mập một chút, chị lo sợ là thiết kế đầm này mặc lên thì nó sẽ không che được khuyết điểm, thì em chào khuyên một câu chân thành là mình hãy thử thiết kế đầm nhà Melia nhé. Dòng sản phẩm nào cũng thế, và đặc biệt là màu trắng thì được nhà thiết kế tỉ mỉ hơn rất là nhiều lần. Form dáng đằng sau thì cũng giống như đằng trước thôi, bởi vì dáng chữ A thì rất là dễ mặc, rất là basic. Ngoài ra nếu như mà để ưu việt hơn nữa là các chị mình cũng có thể nói là tiện lợi đi xe máy hơn với cái dáng này đúng không ạ? Không hề một chút gò bó, mang đến cái sự tiện lợi như thế này thì rất là tốt, thuận tiện hơn nữa. Với phiên bản như thế này thì nếu như cô nàng nào yêu thích hoặc là các chị đẹp nào mà yêu mến cái sản phẩm em trà đang mặc thì mình có thể nhắn tin trực tiếp vào trang web của Melia nha, hay là có thể bình luận ngay ở phía dưới. Vì chính sách mua hàng online thì các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, được free ship toàn quốc. Nhìn một cô nàng mà mang đến cái vẻ đẹp thuần khiết như thế này thì ai cũng muốn chinh phục đúng không ạ? Nếu như mà chị đẹp nào mà mình mong muốn là mình muốn được nhìn ở ngoài này, hay là mình muốn xem là cái chất liệu gấm như này thì có đúng như là co giãn như em trả tư vấn hay không, thì các chị đẹp có thể đến tất cả showroom trên tỉnh thành của Melia để mình có thể mặc trải nghiệm luôn cái sản phẩm này các chị nhé. Đảm bảo độ co giãn mềm mịn và rất là thích đúng không nào?